file.js vào đây rồi. Chúng ta sẽ có on click là hw.b2 đúng không? Đóng mở ngoặc như này. Không nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ vứt xuống cái này là một cái thẻ H2 có ID là result string rỗng. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái RS nữa. RS bằng document get by ID là result. Xong. Bài 2 yêu cầu là nối hai chuỗi vào với nhau đúng không? Cách nhau một dấu cách. Thì chúng ta sẽ làm việc như sau. Khi mà viết text vào đây, submit lên thì nó sẽ hiển thị hai cái chuỗi ở phía dưới này. Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta có một cái biến varResult bằng gì? Thôi thì lấy cái var value 1 đi, value a. Nó sẽ bằng là this.ipa.value đúng không? Đúng chưa? Và this value b sẽ bằng this.ipb.value. Được chưa nhỉ? Đây là lấy giá trị từ hai cái đoạn text kia vào. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có gì? Chúng ta còn nhớ cái hàm concat hôm trước không? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có cái var result nó sẽ bằng cái gì? Value a chấm concat. Được chưa? Thì với cái gì? Dấu cách phẩy value b. Để kiểm tra có được hay không, chúng ta tiến hành là console.log ra cái result. Như thế này là xong. Chạy thử phát. Trần Hữu Thiện. Bật cái này lên. Đúng chưa? Cực dễ. Chẳng có cái vẹo gì. Thay cho cái việc này chúng ta tiến hành là rs.innerText bằng result. Xong phim. Ôi giời ơi. This result, xin lỗi các bạn. Đúng nhá. Hết phim. Chẳng có gì. Hàm concat là hàm nối chuỗi. Không. Đấy là bài 2. Xong bài này chưa?
Xong chưa? Chạy chưa? Hùng có hiểu không? Giờ làm bài tiếp nhá. Chuỗi A và chuỗi B có trùng nhau bao nhiêu ký tự? Giờ làm như nào? Chúng ta tôi thấy ở đây rất ít người có nhắc. Gần như có một. Thì bắt đầu ngoài đấy. Cả lớp được một tuyển nhá. Tôi cũng chưa giỏi như tôi đâu. Cho nên là đi đâu cũng phải cần tuyển nhá đi. Bài 2 yêu cầu là bài 1 yêu cầu là gì? Kiểm tra xem chuỗi A và chuỗi B trùng nhau bao nhiêu ký tự, đúng không? Thì chúng ta phải khi mà đọc một cái đề bài ấy, để giải quyết được nó, chúng ta phải nhát vào. Nhát vào trong việc lập trình là nhát như nào? Bước 1 là cứ phải lấy dữ liệu của A này, sau đó là bước 2 là lấy dữ liệu của B này, xong chưa? Bước 3 là gì? Loại bỏ khoảng trắng. Trong cả A và B. A và B. Là bước 3. Xong chưa? Bước 4 tạo vòng lặp. Tạo vòng lặp trong biến A. Kiểm tra đây là 4.1. Kiểm tra xem phần tử đang được xét có trong B không? Kiểm tra xem phần tử đang được xét có trong B không? Không nhờ? Nếu mà có 4.2 có thì cao thêm. Nếu không thì thôi. Thì chúng ta phải có thêm một cái biến cao ở đây, đúng không? Là tạo biến cao. Và bước 5 hiển thị. Làm thử xem có làm được không? Tử Giang có làm được không? Thì mà một bên âm trùng nhau, bài một có liên quan gì bên âm không? Ngáo cần này. Đấy, các bạn nghĩ tôi làm cho cái bài khác. Kiểm tra số bên âm trùng nhau trong hai chữ đấy. Cho phép cái việc đấy khi chúng ta sinh ra đã ở đích rồi. Nhớ không hề rồi. Kiểu sinh ra đã ở đích là như nào?
bao giờ bố mẹ mình tuyên bố câu là mày cái con mày thương cả đời không nhận tiền của tao gì á, không thì sẽ học đi. Dạ. Đang bước 1. Lấy bước 1 tạm thời quên đi cao. Lấy dữ liệu của A và dữ liệu của B. Đấy nhỉ? Mày thích biết cái gì không biết? Người ta hiểu đấy là giá trị của mình, giá trị của cái gì của bạn. Copy mẹ trên xuống mà nhanh không? Hãy
mày có cái gì thì có cái mobile thôi. Có cái hai ba dòng này. Thế có cái dòng dưới đấy làm gì? Rồi, giờ van là cái gì? Bây giờ mình cái van này là cái giá trị. Giá trị cần cái đoạn text mình cần phải đoạn bằng trắng ấy. Đúng không? Bây giờ mình đang cần đoạn bằng 2 cái thằng này. Đúng không? Rồi, đúng không? Ý là đăng ký hết đây. Tiếp theo cái này là cái gì? Ở đây cũng bằng value 3. Dưới một. Ông đây con sông log này có gì dưới? Gì? Tôi cũng lợi đồng nghiệp thì là tuyệt vật tử. Ờ đấy là hết màu trắng này. Ừ. Chạy đi. Biết đây mình bán. Rồi, ý kiến vào. Sao biết? Thì anh em đây. Đúng không? 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 Đâu? Đó. Tắt ngoài, check. Đi lỗ lại. Đây, hai chuỗi đối chiếu cách. Đề quan trí đức chẳng hạn. Bên này là trí đức. Rồi, đến cụ 4, tạo vòng lặp với cái biến với dữ liệu trong data, tức là với cái value 3 này, kiểm tra tư phân tử trong đấy. Đó, tư phân tử trong đấy 1, xem là nó có tồn tại trong cái value B không. Nếu mà có tồn tại thì cộng cộng cái cao lên 3 là xong. Dạ. Đây nha, bây giờ tích lại rồi, coi đi nha. Ví dụ như kiểu A, B, C, D, E và D, E, D, A đấy. Đây là hai chuỗi đúng không? Sau đó là quảng trắng như này đúng không? Rồi, dùng vòng lặp for này. Cái này thì biết chưa? Rồi, dùng là for này, mình chạy từ phần tử 1 đúng không? Phần tử A, kiểm tra A này. Có trong này không? Kiểm tra có hay không thì dùng làm gì? Dùng làm gì chứ? Đây là mới học hôm trước xong nhá. Đấy, cái tội đi không ghi chép gì đấy. Cho nên không nhớ được đâu. In đấy còn. Là hàm dùng để kiểm tra xem có tồn tại trong chuỗi hay không. Thì ký tự A kiểm tra với cái ký tự B này có không? Ký tự này có không? Thì cao cộng 1 thì bây giờ cao bằng 1 đúng không? Cộng cộng này thì nó bằng 1 đúng không? Thấy chưa? B có không? Không, thì cao không cộng B đúng không? C không, D có. Đúng không? Thì cao cộng lên bằng 2. E có không? Cháy nó hoàn rồi. Thế kiểm tra tất cả ký tự với cái chuỗi này rồi thì không có phần tử nào trùng nhau. Đúng chưa? Và thì có hai phần tử, hai phần tử trùng.
Làm đi xem nào. Bài này rất dễ luôn. Không nhỉ? Gì có yếu đuối vậy? Nào. P1 function. Tôi lấy lại cái này nhá. This AB này. Tôi có thêm một cái biến cao, và cao bằng 0 này. Đây là lấy giá trị. Thế bây giờ thế bên này yêu cầu như vậy nhá. Bây giờ tất cả chúng ta code phải có comment vào đây để giải thích ý nghĩa của đoạn code. Chứ không có câu không biết được cái gì đâu. Lấy giá trị của text A và B. Sau đó là tạo biến cao, tạo biến đếm. Xóa khoảng trắng trong text A và B. Đấy các bước tôi demo à, tôi viết đấy. Tạo vòng lặp với biến A để kiểm tra xem ký tự lấy ra từng phần tử trong chuỗi. Cái này tab lùi vào trong. Kiểm tra xem ký tự đang được set có trong chuỗi B không. Nếu có thì cả một cộng cộng. Hiển thị số phần tử trong chuỗi số phần tử bị trùng. Copy cái này. Vứt đây xuống đây. Lấy giá trị của tích A và tích B. Tạo biến đếm. Và cao bằng 0. Xóa khoảng trắng trong A và B. Thì mình sẽ tạo ra một cái hàm tiện ích là hàm xóa khoảng trắng. Chúng ta sẽ có function remove space bằng function. Đây là str. Cái này chúng ta sẽ ăn cắp từ bên này sang. Dùng cái do while này. Do str replace này. Và cuối cùng chúng ta return
PSTR. Thì chúng ta qua xóa khoảng trắng, chúng ta sẽ có cái value a bằng this.remove space của cái value a và remove space của value b. Xong, xóa hết khoảng trắng. Sau đó chúng ta tiến hành tạo vòng lặp for y bằng 0, y nhỏ hơn value a chấm len. Trong này chúng ta kiểm tra if y value b chấm index of value a ở vị trí thứ y thì cao cộng cộng. Đây. Và cuối cùng là hiển thị. this.rs.innertext bằng chuỗi A có đô la cao ký tự trùng với chuỗi B. Cốt đến đâu comment đây này. Cái gì trừ 1? Thiếu. Khác trừ 1.
Test xem đúng không? Thử cái nhá. Hôm quốc này sửa thành B1. Sau này reload này. A cách B cách C cách D cách E. Bên này là A E F G. Đúng không? Có hai ký tự trùng A và E. Chính xác chưa? Nó có cái vẹo gì đâu. Bài 3. Bài 3. Hả?
không nhá? Chưa xong không? Lỗi gì? Xem nào. Hôm nay vấn đề gì không? Ghi cho nhận. Mày có cái giao diện đâu mày đang chạy ở file index thì này. Và đây nó nằm ở cái file nào? Đây. Đây. Tiếp theo bài 3. Mình cho bài từ 10 lên 1 viết lại cái kiểu như thế này. Cho bài 3. Sau 2 phút nữa. Đến 3 giờ. Viết giống như viết comment. Thắng à? Thế giờ là quá rồi, lên viết được rồi. Cách giải quyết. Cái gì? Mấy phút là bao giờ? Không xin, lên đây, viết. Thời gian chỉ có bấy giờ. Không viết thì đứng trên này, được chưa? Cái gì? Không 2 phút thì nghe lên. Thật chưa? Viết được một dòng nữa cũng được. Viết là phải viết hết. Nhưng mà viết một dòng thôi cũng phải viết.
Có ba cái bài con mà làm mãi không xong. Có nghe không Thắng? Có đi. Lên đây mà vẫn còn đang tắm cúi, tôi chấp ông mang cả cái lab của ông lên đấy. Ông muốn làm gì làm. Bút đây. Cái gì ấy? Cái comment rồi. Đây còn không cả nghe mình nói cái gì cơ mà thằng này. Tôi bảo ông viết comment rồi, viết những cái bước thực hiện cơ mà tôi đã bần cần ông code đâu. Đứng ra góc kìa. Mình được chưa? Đi lên viết. Sorry. Chưa chưa. Hả? Hai thằng này tí nữa phải viết bản kiểm điểm nhé. Gặp thầy đi. Ông biết nãy giờ tôi đang yêu cầu cái gì không? Yêu cầu gì? Thế tại sao va làm gì? Chống chế á. Tiếp theo Hùng. Kìa, cú kìa, cú đấy hết được rồi. Đây đề bài đây, tôi cần xem là đề bài không? Xuống. Đạt. Kiểm tra. Đi đi.
Dạ vâng, làm mục đích làm gì? Xem chữ cái đó. Làm sao để biết được chữ nào là chữ cái đó? Ví dụ, em viết tên em rồi đấy. Rất dễ. Đoàn Tiến Đạt đúng không? Rồi làm sao để phân biệt chữ nào là chữ đầu tiên? Nhỉ? Trước khoảng cách. Cái gì? Trước cái bên hoa. Tức là cái ký tự sau khoảng trắng là bên hoa. Cái tạo vòng lặp cũng giải quyết được vấn đề kìa. Đây, bút khác đây. Tôi đầy bút. Đứa nào mà không viết được thêm dòng nào nữa thì cứ đứng đây nhé. Đến đoạn này nó thằng bạn ông nó để cho ông phần khó quá. Ông không đạt á. À, không tìm ra cách à? Mình đã học qua những cái hàm gì với xử lý chuỗi rồi. Hàm gì? Đọc lại tôi nào. Độ dài này. Gì nữa? Hàm gì? Độ dài này. Tìm ký tự trong chuỗi này. Gì nữa? Gì? Ép chuỗi. Ép chuỗi kiểu gì? Ép chuỗi là hàm gì? Ghép hay ép? Ghép cái gì? Là gì? Con két. Rồi gì nữa? Cái đấy không phải là hàm, cái đấy tôi viết được. Thì nữa nào? Mày chẳng nhớ được cái gì đâu Đạt ạ. Nãy giờ toàn tôi nói không ạ? Tiếp. Chí. Không. Được. Chàng kia đứng với chúng con. Tối nay lại về nấu cơm. Để thằng Hùng nó gánh cho. Lại về nấu cơm. Bước 4 là làm gì? Chưa nghĩ ra. Người tiếp theo. Không. Uống nhiều nước một tí chống đẩy hộ nó. Mày đứng ngại, đứng luôn à? Vâng anh. Viết tiếp. Không phải lên đứng với các bạn cho vui. Được chưa? Đứng ngoặc vào cho nó viết. Nghe. Sử dụng cái gì? Tiếp tục. Tiến. Nhanh lên. Tí nó đứng đấy ấm lắm. Chỗ đấy không có điều hòa đâu. Chỗ đấy rất ấm. Không, nó biết đúng rồi. Được
Bước 4 làm gì? Đã có một chuỗi nguyên vẹn rồi. Tại sao lại lấy ký tự đầu tiên của chuỗi để biên hoạt? Chứ những cái chữ sau cũng biên hoạt. Biên hoạt tất cả các chữ cái, là tất cả những cái từ, cái chữ cái đầu tiên trong các từ. Giống như tên là Đạt nó vừa viết đấy. Đoàn Tiến Đạt thì chữ D, chữ T và chữ D cuối cùng biên hoạt. Còn tất cả các chữ khác biên thường. Tiếp tục, mình đứng gọn nào, đứng rồi ngồi dưới, gọn này tí xếp hàng chống đẩy. Đôi 4, 6, 7, 2 là 8. 8 nhân đôi, 16. Cách chuối. Tách chuỗi là tách chuỗi. Thì tách chuỗi ông lấy làm sao được các ký tự đầu tiên? Dựa trên cái gì? Split theo ký tự nào để tách? Phải đứng luôn về đấy. Tiếp tục. Mày đang đúng thì mày sai. Tách chuỗi đúng không ạ? Nó bảo tách chuỗi, tôi giỏi đây. Tách chuỗi đúng rồi. Tách chuỗi theo cái gì? Hơ biết khoảng trắng khác. Biết ông thích biết nào biết. Thành chuỗi theo dấu cách rồi. Thích biết nữa thì biết, không biết nữa thì về. Khôn. Tiếp. Hả? Cái gì? Em hướng các bạn à? Tiếp. Chuẩn bị đến đồng Huy. Thì ông làm nhảm gì vậy? nghĩa là tách cái chuỗi này ra thì nó sẽ chuyển lên kiểu mạng. Thì đấy thì mình biết là điện tử chuyển. Tức là lại ghép vào thành chuỗi. Không có phải chuỗi. Mà như kiểu là mình sẽ lấy cái độ dài của nó, nếu mà độ dài của nó mạng ra thì để xem nếu mà nó lớn hơn 1 thì mình nếu mà nó lớn hơn bằng 1 thì mình sẽ. Tại sao lại phải lớn hơn bằng 1? Bởi vì khi lên được nặng, lớn hơn 1 là 0. Thì lúc đấy thì sẽ. Sau này là chúng ta phải đầu tiên sẽ nhận diện không biết đâu. Giải thích có vẻ đúng rồi đấy. Không biết. Giải thích thì đúng rồi đấy. Nhưng không biết được. Tiếp.
kia, hút trên kia. Cái bọn này đứng nó hút, nó hít oxy của mình. Nóng quá. Cái gì đấy hả Đạt? Cố gắng giảm bớt một người ạ. À? Lớp còn hai người ngồi lại. Rất nhiều chuyện sau lưng cô đi. Hoặc chẳng, làm điều hoặc chẳng quái mà nữa. Mày xứng nó có cách chui trong đầu cách rồi đấy. Còn 30 giây. Gì? Không. 30 giây, 30 giây, 2. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội thôi. Ăn mấy ngày. Tiếp theo. Đây có bao nhiêu người? Đôi, 4, 6, 8, 10, 12, ui ôi, 24 cái rồi. Mày cũng lên được luôn. 26 người là 32 cái. Đôi lại 26 người. À đâu? 26 cái. Đâu? 28 cái. Đấy cả là trăm. Đếm lại đi ông đủ không? Đủ rồi. Rồi, đây rồi, chưa rồi. Một là thằng đóng cái này xuống. Rồi 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ạ. À? Mỗi đứa 14 cái, thật chứ? Sự tốt. Sự tốt. Đứa nào đứng trước thì cho, đứa nào đứng sau cho. Đừng để tôi hôm nay tôi đứng tôi đến thì mệt đấy. Tiếp tục còn ai nữa tự giác. Mày em mày sẽ còn phải 30-40 cái nữa mà. Hôm nay em không chống. Có ai quan tâm đâu. Rồi, chúng ta sẽ chữa bài 3. Bài 3. Cái bài 3 này chúng ta sẽ có cái biến chúng ta copy lại. Thứ nhất là copy lại cái nội dung ở đây. Tôi sẽ viết lại các bước. Lấy dữ liệu từ chuỗi A và chuỗi B. Thì lấy giá trị của tag A và tag B. Copy luôn cái đoạn này.
Tiếp theo là ghép hai chuỗi lại với nhau thì chúng ta dùng như này. Ghép hai chuỗi lại với nhau. Đúng chưa? Tiếp theo là tách chuỗi theo dấu cách. Chúng ta tiến hành là var arr bằng result chấm split theo dấu cách. Chúng ta tiến hành console.log ra cái arr. Xong rồi test cái nhá. Chúng ta sẽ có cái homework để bằng B3 Hoàng Văn Minh. Hoàng Văn Minh. Đúng Hoàng Văn Minh không? Tiếp theo là chuyển ký tự đầu của mỗi phần tử thành chữ hoa. Chúng ta sẽ làm như nào? For y nhỏ bằng 0, y nhỏ hơn arr.len, chúng ta sẽ có arr ở vị trí thứ y và phần tử thứ y và phần tử số 0. Được chưa? Arr ở vị trí thứ y và phần tử số 0 bằng arr ở phần tử thứ y ở vị trí số 0 chấm to upper case. Giờ chúng ta tiến hành console log lại gather. Hoàng Văn Minh. Wow. Sao được nhỉ? Arr chờ một chút. Xếp chưa? Rồi. F10 qua. Bây giờ chúng ta có cái ARR. Ủa? ARR ở vị trí thứ Y. Phần tử số 0. Chữ H này. Chấm to uppercase H này. Đúng rồi mà. Không được nhỉ. ARRI chỉ số 0 bằng ARRI số 0 to uppercase. Phải đúng chứ nhỉ. Rồi, coi nào. Chuyển ký tự đầu tiên thành dấu cách. Nóng thế. Vẫn là hòa. Bây giờ y là bằng 1 rồi.
Thử xem, thử cái trái ớt xem. Trái ớt thì phải ở vị trí số 1. Khoan này. V này. Y chấm tra ớt không chấm tu uppercase. Úi giời ơi, sai rồi, chờ tí nhá. Và upper bằng ARR ở vị trí số 0 từ uppercase. HVM, ok. Sau đó V điền mẹ ăn. Upper là chữ H này, gán lại ở vị trí số 0, ARR ở vị trí thứ Y. Ở vị trí thứ Y 0 bằng H này, giờ gán lại bằng H. Không được. Không gán lại được, không được set. Tra ớt không các bạn chờ tôi tí, bắt buộc phải substring. Sẽ có một cái biến result nữa, và result bằng string rỗng này. Sau đó chúng ta sẽ có cái này bằng upper này, cái biến upper kia rồi nhá. Chúng ta sẽ có result cộng bằng với cái biến upper cộng với substring ARR ở vị trí thứ Y chấm slice từ vị trí số 1 cho đến ARR ở vị trí thứ Y chấm length trừ 1. Đúng nhỉ? Debugger bạn vào đây xem có được không? Cái gì đấy chạy? Sao result lại bằng à, đây đây đây, tôi có biến result khác đây, nhầm, xin lỗi các bạn. Ghép hai chuỗi lại với nhau này, và capital line take str string rỗng này. Rồi, capital line. Thiếu mất một chữ. Rồi. Sau đó thằng này sẽ cộng với cái dấu cách. Đúng không? Console log là cái capitalize string.
Đây, Hoàng Văn Minh. Tất nhiên là chúng ta vẫn chưa hết bốc nhá. Chúng ta vẫn còn, nếu mà để dấu cách ở đây, hoặc là cứ chỗ nào dư ra dấu cách, tức là sẽ có hai cái dấu cách liền nhau ấy, là chúng ta sẽ bị lỗi. Cái đấy chúng ta tính sau. Thì đây là chúng ta tiến hành hiển thị. Thì chúng ta sẽ có cái result. Chúng ta sẽ có như sau: rs.this.rs.inner text bằng với capitalized string Hoàng Thị Vân Anh. Đúng chưa? Capitalized text. Thì tôi đã giải thích lại cái đoạn này. Chúng ta sẽ có cái kết quả cuối cùng. Capitalize là viết hoa các cái chữ cái đầu tiên của từ nhá. Tiếp theo chúng ta chạy vòng lặp qua tất cả các phần tử ở trong cái ARR. Mỗi phần tử này là một chữ đúng không? Ví dụ như đấy, tôi viết là Hoàng Thị Vân Anh. Đúng không? Thì chữ các phần tử của nó sẽ là Hoàng Thị Vân và Anh. Được chưa? Sau đó tôi sẽ làm một cái việc, đó là tôi tạo ra một cái biến trong cái vòng lặp này. Cái biến này tên là upper, nó sẽ lấy cái giá trị của phần tử đầu tiên trong các phần tử con đấy, nó chuyển thành chữ viết hoa. Và tôi sẽ tiến hành cái việc là gán tạo ra cái biến là gán cộng chuỗi thêm cho cái chuỗi là capitalize string này bằng cái ký tự viết hoa kia cộng với được cái chuỗi tôi cắt từ cái ARR ở vị trí thứ y, ở vị trí số 1 cho đến vị trí cuối cùng, và cộng thêm một cái dấu cách nữa cho các cái đoạn sau nó tự cách ra. Được chưa? Sau đó tôi sẽ có this.rs.innertext bằng capitalize là xong. Đây. Hoàng Thị Anh. Được chưa? Bên này tôi sửa thành Vân Anh. Được chưa? Đấy là cái kết quả của cái bài này. Tôi sẽ đẩy code lên. Đấy rồi.
Được chưa? Code tôi đẩy lên rồi. Bài tập về nhà của chúng ta hôm nay như sau. JavaScript number method. Đây, có bằng này cái method thôi. Chúng ta search cho tôi từ JavaScript number method nhé. Sau đó các bạn về tự nghiên cứu và làm bài, lấy ví dụ của tôi ở trong này. Nghiêm cấm không sử dụng ví dụ ở trong WebSchool. WebSchool nó chỉ là kênh để giúp chúng ta tiến hành là để hiểu thôi. Được chưa? Còn chúng ta phải lấy ví dụ khác ngoài cái này ra. Buổi sau tôi sẽ gọi mỗi người một cái ví dụ. Không được thì lại đếm. Đếm và sẽ nhân đôi. Chứ còn không dễ dàng như hôm nay đâu. Được chưa? Ai không nộp nhân 3. Auto nhân 3 trong này có bao nhiêu hàm bằng đấy nhân 3. Được chưa? Viết ra file HTML cũng được. Để có thể chạy luôn. Ví dụ. Được chưa? Đấy là bài tập về nhà. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một tí.